Sáng 16 tháng 11, Công an thị xã Đông Triều đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương cho ông Vi Văn Trè, người dân tộc Tày, là hộ nghèo ở thôn Quán Vuông, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều. Sau 1,5 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 với diện tích 45m², tổng kinh phí 69 triệu đồng đã hoàn thành và được bàn giao cho ông Vi Văn Trè. Trước đây, ông sống trong ngôi nhà đất đã xuống cấp, nhiều chỗ bị dột nát và thiếu an toàn. Công an thị xã Đông Triều đã ủng hộ 50 triệu đồng và huy động 50 cán bộ chiến sĩ ủng hộ ngày công giúp ông Vi Văn Trè xây dựng ngôi nhà tình thương. Ngôi nhà hoàn thành là một món quà ý nghĩa thể hiện đạo lý lá lành đùm lá rách, sẻ chia vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ chiến sĩ công an thị xã Đông Triều với gia đình ông Vi Văn Trè, từ đó giúp ông vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều và xã Bình Khê đã tặng ông Vi Văn Trè nhiều món quà ý nghĩa thiết thực.